Chào các bạn nha. Tình hình là hôm nay nhà mình có cái máy giặt nó bị hư rồi, hư 2-3 hôm nay rồi. Không có máy giặt để giặt đồ. Giặt bằng tay cực quá. Nay mình tính mở ra xem coi nó hư cái gì. Cái này là nó không có nước, không có nước vô. Mà không biết là hôm qua thì mình gọi thợ rồi thì thợ kêu là máy này lâu lắm rồi mua máy mới đi, mà mình nghĩ bán cái máy này bán về chai cắt được 100.000 đủ tiền mua 2 cái thau, mua 2 thau về giặt đồ, giặt bằng tay chết luôn á. Nào mình thử mình mở ra mình xem coi nó bị hư cái gì, được được không được bán về chai luôn. Rồi bây giờ mình đi mình sửa luôn nha các bạn. Các bạn nhớ rút điện đây nha. Rồi khóa nước lại nha các bạn, không là nước chảy tùm lum tà le luôn á. Mình không biết ốc nó nằm đâu. Này có cái ron này, cái ron này lấy ra nha các bạn, ron ở cái đường nước vô giữ cái ron này lại. Được bán cái chai luôn. Biết nó cắn cái gì. Rồi ra rồi, nó cắn cái móc này, cái móc này. Này là mình nghi là cái van này nè các bạn, này nước nó vào đây, muốn nó vào đây nó phải đi đi vào máy thì nó phải cái này nó điều khiển cái này nó mở ra nó mới nước nó mới vô được. Này giờ mình tháo này ra mình đi mua cái này, này giờ mình đi mua cái này rồi mình gắn vào xem cái nào ra. Chứ cái này là nước nó không có, nước nó không vô.
Nha, nghe cái này cái van van cấp nước nha các bạn. Này giờ đi mua không biết có không. Rồi mình đã đi mua về được cái van này nha các bạn. Đây này, cái van y chang luôn. Ngày trước thì mình thay mình đo xong cái năm. Này 4 kg, 4,8 kg nha các bạn. Bên chợ là 4,8 kg nè. 4,8 kg. 4,8 kg. Đó. Giờ mình đo cái cũ lại xem coi. Nó mát mát nó lúc 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 thì nó có nước, lúc không có nước. Cái này nó là 100, nó nhảy tùm lum nha các bạn nè. Cho các bạn xem này, nó nhảy tùm lum. Rồi giờ mình thay cái mới vô nha các bạn. Là mình phải lấy cái ron ở cái van cũ này nha các bạn. Mình đi mua cái van mới nhưng mà nó không có ron. Không có cái ron, nó có cái ron cao su nè. Lấy cái ron cao su ở cái van cũ mình gắn vào cái van mới này, đây này. Không có cái van mới mà không 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 có ron là nước nó chảy á. Thì mình gỡ cái này ra. À, gắn gắn cái ron cũ nãy mình quên mất mình không mua cái ron, nhưng mà cái này nó vẫn mềm này. Đó, gắn vô. Rồi giờ mình gắn vô thử nha các bạn, không được nữa là bán ve chai luôn. Nó có hai con ốc nha các bạn. Rồi rồi xong. Cái van này nó không có giống cái van cũ này bạn ơi. Cái van này nó có ren ở cái lỗ này nè. Còn cái này nó chỉ là miếng nhựa thôi, nó chỉ là miếng nhựa thôi. Cái này nó có cái con ốc ở đây luôn các bạn, có ren luôn nè, nó đúc vào trong đây luôn nè, nó đúc vô luôn nè. Giờ mình khỏi gắn ốc đi. Cái mới này, cái mới là nó có ren này, còn cái cũ à, cái cũ nó chỉ là miếng nhựa thôi. Đó. Mà cái này giờ con ốc cũ gắn vào cái ren này nó không đúng. Thôi, giờ mình gắn cái mới nó thôi, khỏi ốc cũng được. Này là sửa máy xong lời được hai con ốc nha các bạn. Rồi giờ mình ráp cái nắp này vô lại này.
Cái này mình nhớ mình cho cái ron hồi nãy là vô nha các bạn. Cái này. Này hồi nãy mình không gắn ốc mà ngoài cái nắp này nó giữ lại nó chắc luôn. Các bạn nhớ kiểm tra có ron nha các bạn. Rồi, bây giờ mình mở nước xong mình cắm điện vô thử nhé. Rồi giờ mình bật điện thử nha các bạn. Đó, rồi, có nước rồi đó các bạn. Thấy không? Các bạn thấy nước không? Thế là không phải bán ve chai rồi. Đỡ được khoảng. Rồi các bạn thấy hay cho mình một like nha, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Chào các bạn.